Vâng, hơi đáng tiếc một chút ở trong xế đấu đầu tiên. Khi mà trận thi đấu chung kết, Tom Rui không thể hiện được quá nhiều với một bài ở phía trong. Tiểu Long vẫn đánh tốt, vẫn đánh hay. Nhưng có điều, vâng, đồng đội, những người đồng đội vẫn chưa thực sự hòa nhập, vẫn chưa thực sự nóng máy. Đó mới là chính xác. 1-0 xế đấu đầu tiên. Chúng ta cùng đến với trận thi đấu đầu tiên xế đấu thứ hai. Bắt đầu với những thao tay của cầu thủ Vô Thường, một mình một bóng ở phía bên này. Chúng ta hãy cùng chờ xem có nhà nào kẹp giữa Vô Thường và dưới góc 6 giờ hay không. Tôi nghĩ rằng sẽ có thôi, khả năng cao là vẫn có. Macedonia cầu thủ Vô Thường đóng ngét ở phía trong và đang có, vâng, đang muốn tạo một cái hốc. Có bãi quả phụ, có bầy hiêu. Nhưng những con voi là chưa về nhà chính và những bầy hiêu vẫn đang nằm ở phía ngoài. Ép gỗ để thiết kế BS đầu trước đã. Bài không thể lên sớm được bài này, không có đồ đưa về, không thể kích sớm dành cho Max C. Gunny là người cầm Miyamoto, đang đá một bầy hiêu rất rất xa, cực kỳ cố gắng, một bầy hiêu siêu to 7 con, đá về rất xa. Ép đầu thôi. Quân ở trận thi đấu này vẫn được xem là nhìn hơn một chút. Bên mình có IA, có Sen, có Summer, có Max C. Bên kia thì cũng IA, Ban, Kata, Minwa. Nhìn hơn một chút, nhưng không nhiều. Và kèo đấu này theo khán giả đánh giá là một kèo đấu, vâng, có khả năng cao. Vâng, đó là lệch. Nhưng tôi nghĩ rằng nó không ảnh hưởng quá nhiều. Cung chém thì chắc là vẫn đều tay thôi, không có vấn đề gì hết, vẫn ổn. 23 trên 24, gắn đi bắt đầu nhả dần. Nhưng một bài cũng phải cuối 7, bài này có lẽ vẫn phải cuối 7. Bãi quả phụ. Vâng, bay hiêu nữa luôn. Bài này là bài IA khỏe. Gunny bắt đầu cắt hai đồng dân lên rất cao, cắt hai đồng dân cực kỳ cao. Dân IA di chuyển với tốc độ khá nhanh, vậy Gunny vẫn đang cho đồng dân di chuyển lên phía trên. Đâm sâu luôn vào giữa hai nhà phía bên kia thì đẹp, không, tạm thời ở lưng chừng phía giữa này, sau đó thì chạy dò. 9 giờ khả năng có khi không có, nhưng ở giữa hai nhà cầu thủ Gunny và cầu thủ Tiểu Bạch Long là một khoảng khá rộng. Tí ở phía bên kia lên đời rất sớm, người cầm màu 7 và cầm Pamelan. Ngày hôm nay Tí đang thi đấu khá thành công, đặc biệt là những trận cầm chém tuyển. Còn những trận mà không phải chém tuyển, Tí vẫn giữ được cánh. Thi đấu với các em thủ khỏe có lẽ Tí cũng khỏe thôi. Như vậy 12x mới có thể kích được bài này. Bài dường như trên bản đồ đều là những nhà lên đời khá muộn. BS ăn vàng luôn. Hơi xa, thôi kéo lên đây ăn cho nó lành. Bãi vàng ở nhà, bãi vàng rất xấu. Ngựa giò IA, một loại ngựa giò chỉ có 75 thực một đơn vị. Thêm một bầy hiêu nữa. Gunny bắt đầu đẩy vào trong góc 9 giờ. Chắc chắn bài này cầu thủ Tiểu Bạch Long sẽ là người, vâng, dò trong góc 9 giờ. Như vậy không có rồi, không có rồi. Không có, không có. Đây màn hình máy của cầu thủ tiếp tục đến với Gunny. À đây, 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 đây. Như vậy Tí là người cầm pan. Trời luôn, ôm luôn pan không? Ôm luôn được pan không? Ta cũng xem một cái hốc đến từ Pamidan. Chưa phát hiện được đồng dân ăn hoa của pan. Rất chắc chắn. Như vậy Pan cũng đã lên 3 xong. Và Pan cũng lên 3 rất sớm. Đóng cái B, vâng, một đóng cái BL quá chắc. Nó là rất cứng ở thời điểm này. Dâng hai ông dân lên rất cao. Thiếu quá nhiều gỗ. Đây là BI. Và nhà phía trong, Hoàng Mai Nhi là người cầm Kata vẫn chưa lên đời. Hoàng Mai Nhi đang chấp. Được, được, bài Kata chưa lên đời này là được đấy.
Vâng, lên bú luôn bãi quả. Rồi, 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 rất hợp lý đến từ cái thủ găn đi. Ôn này. Ô, vào được không? Mỗi giò vào mới cay. Nhưng tuần này Hoàng Minh như cũng chết thôi, cũng chết thôi. Cũng chết thôi, còn giò công giáp đầy đủ cơ mà. Ở phía trong có người giò của ai nữa đó, chúng ta cùng xem. Như vậy Tiểu Bạch Long sẽ bị pan chém. Nhưng về cơ bản Kata... Vâng, rồi, 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 Kata chết. Vẫn phải e được, rất khó chịu. Rất nhanh tay khó chịu đến từ Hoàng Minh. Đấy, đây này, pan đến, được rồi, được rồi. Đến đi, mai đấy. Nhà có điều kiện nhiều gỗ lắm, cứ thế mà mài, kiếm gỗ cứ thế mà mài thôi. Rồi, Gunny lên cái bánh xe cho chắc cốp. Cho chắc cốp, chuyển sang nhà khác xem vô thường chết chưa. 28 đến từ kiếm thủ vô thường. Thế là có y, có y. Phế vang bao giờ không chứ. Rồi, đút con chém vào đây. Cho con chém chết. Đầu bên kia bãi gỗ hở, không biết còn chèn được cái gì vào nữa không. Chém chết con nông dân ở phía trong. Nhưng tôi nghĩ rằng cũng khó vào. Cho nông dân ra phía ngoài ăn vàng đây, kiểu gì cũng phải cho ăn vàng, không có vàng thì Max C cũng bằng không rồi. Đây màn hình máy của kiếm thủ Tiểu Bạch Long, lại 3-1. Như vậy là nở ra hơi chậm, nhưng về cơ bản bây giờ có cung R bắn. Úi, lạc đà đứng xem, đẹp đấy. Biết chơi đấy. Rồi, chạy, lành. Kìa, sửa me đi. Thôi, cứ sửa để cho lành, cái đã kéo hết nông dân từ đây ra sửa, đúng rồi. Tiểu Bạch Long không bò quá rộng bài này. Thu vào cái hốc phía trong, nhưng rừng cái hốc phía trong rất mỏng. Màn hình máy của kiếm thủ tôm đuôi cầm xèng thằng này nằm một cái thời này rồi. Rồi đẩy ra phía ngoài, bắt đầu đẩy. Ai da, ôi da. Chém này he he này, cái tật phải e, tay bị tật. Rồi lên cái chặt gỗ 2, Tiểu Bạch Long tham lai 36. Phải cung lưu tiêu thế này thôi, không cần nhiều. Gắn đi đang chơi tốt trận này. Gắn đi đang tham lai 30. Có cái y nào đâm, có cái y nào đâm vào pan chưa? Xong được con y nào đâm pan chưa? Đấy có y kìa, đâm thôi. À như vậy là Minoan. Minoan của đối thủ Van Lớp là người chủ động đánh cung A. Thế nên như vậy là vẫn đang còn căng đấy. Vẫn đang còn căng đấy. Hoàng Minh Nhi người chấp nhận hy sinh để cho Van Lớp có thể đánh được cung A. Chụp cái bề xe cho lành, xong đóng cái bề S nữa. Gỗ nhiều đóng bề S nữa không đóng. Đóng cái S nữa người ta sợ hẳn, chạy ngay. Có P ở phía trong. Tiểu Bạch Long không biết đã bắn được con phù nào chưa. Đây màn hình máy thủ Tiểu Bạch Long. Thằng này 41. Chỉ vị trí có những con phù để cho Tiểu Bạch Long có thể... Úi rồi, úi. Chào úi nhỉ. Sao đông lạc đà thế. Tí đánh hay thế. Bắt đầu mệt đấy. Đông lạc đà thế này rất mệt đấy. Giáp 4 thì giáp 4 thật. Ván đông dân ra, đúng rồi. À, được. Tổng động viên. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm. Rồi được rồi, tạm thời như vậy. Thế còn màn hình máy cũng đủ gắn đi. Úi rồi, không vào được. Cày thế nhỉ, quả đấy mà vào được thì chết. Ơ, đây. Mấy cái em trong nữa đi. Rồi. Ô, phía trong là vẫn hở. À không, lạc đà vào trong. Rồi, lạc đà vào trong, ta đút đi vào. Chấp nhận phù mất 1-2 con chém. Để có thể đút đi vào trong. Không. Phù nó không phù chém với khốn nạn. Nó mà phù chém thì liệu hồn. Thôi. Vâng, chém nó. Ây, sự gắn đi. Ông ơi. Đang mong thắng lắm đấy. Khán giả đang mong thắng lắm đấy. Hàn Thái Bình nhiều lắm. Làm thế thì lộ liễu phải e đâu kia. Nhiều gỗ lắm. Ai cần gỗ nữa. Vâng, màn hình máy của kiếm thủ tôm lui. Tham lai 87. Hãy xem Gunny hành nốt tuần này đi. Xem đây Gunny. Tham lai 38/56. Vấn đề thoát. Parmidan vẫn thoát. Quả đấy mà không thoát thì Parmidan oảng chặt. Chỗ này ruộng. Chừng này ruộng dành cho IA là đủ sóc 2L đều. Chui ở vị trí này ngon đấy. Biết chui đấy. Và tiếp tục chui ở đây nữa. Giữ tham rất tốt. Trận này giữ tham rất tốt. Ba con đi đâm một con lạc đà. Thích thật. Cảm giác như... Vâng, nó đâm nhìn rất thích. Max C chui được vào hông. Nhưng vị trí này vẫn còn hở khá nhiều. Để ý một chút. Thằng lại 37 cho Max C. Nhưng Minoan bên kia to. Nhưng cô lập. Vâng, cô lập nhà Minoan. Kệ Minoan. Đánh hết tất cả các nhà vệ tinh.
một khoanh ruộng đến từ thủ hoàng mình. Từ từ đã bắt được tên này không? Rồi bắt được thằng này 30 dành thủ gắn đi, trồng rất nhiều gỗ. Vâng, đóng cái bên thôi, đúng rồi, nào. Vâng, bắt nông dân của thủ hoàng mình đi đã. Hoàng mình khó chịu lắm. Hai lời IA bắt đều. Tôm Rui sẽ là người bơm đồ cho IA bật 4 không? Ui giời ơi, chết rồi. Ở dưới bị phát hiện. Biết ngay mà, vâng, để Pamiran người ta sống luôn luôn khó chịu. Đây màn hình mấy cái thủ gắn đi. Hôm nay còn 28. Vậy em cái thủ gắn đi và cái thủ Tiểu Bạch Long đang phối hợp chơi lại là cái thủ Hoàng Mai Nhi một tên. Cay trận trước lắm rồi. Chung kết thua cay lắm rồi. Tiểu Bạch Long bao xe một tên, giới thiệu vâng chỉ đạo chiến thuật. Chỗ này làm cái này. Rồi, chuẩn bị xong. Và chúng ta cũng chuẩn bị quay trở lại thôi. Bên kia vâng chỉ có một mình và lớp to thôi. Chỉ duy nhất một mình và lớp to. Rồi, tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu tham lai 26 đến từ cái thủ Gunny. Tom Rui đang khá nhiều ruộng. Tom Rui có bật 4 đánh đạp đôi kẹp với... Vâng, đây màn hình Tom tham lai 116. Đạp đôi kẹp với pháo to không? Hay là... Vâng, kích rồi. Vẫn chưa xịt. À, vẫn kích xịt. Rồi. Chủ động ăn thêm vàng chút nữa. Chỗ nào có vàng đi chiếm thôi. Đi chiếm và ăn. Tôi thấy có một con cung R của cái thủ Tom đang đi dò vàng thì phải. Cái gì ấy? Đừng nói là tôi đóng cái BN đấy để ăn gỗ đấy nhá. Đóng BN để ăn gỗ là buồn cười lắm đấy. Màn hình máy thủ Tiểu Bạch Long tham lai 82. Lùng mới đau tuần này chứ. Tiểu Bạch Long bị ốp. Tôi nghĩ là nông dân Summer đến từ cái thủ Tiểu Bạch Long, anh sẽ biết cách làm gì để có thể đỡ được tuần này. Giật hết quân về đứng co cụm lại. Và sau đó thì kéo nông dân luôn cũng co cụm lại chỗ quân. Và đứng phang luôn, cần thiết thì phang luôn. Đạc đà Pamiran quá khó chịu. Như vậy là Minwan đã lên 4 xong. Và Minwan tự lực bật 4, đã lên 4 xong. (79/92). Đây màn hình máy của Tôm. Lên xong chưa? Tôm phải là đối trọng duy nhất với lại Minwan. Một nhà 6 giờ, một nhà 12 giờ. Đối trọng lại nhau. Tôm đóng lờ chưa? Lên 4 xong. Ui trời ơi. Bây giờ mới đi đóng lờ. Ui trời ơi, đóng bên lờ chặt gỗ thật. Cứ đàng hoàng thôi. Tìm chỗ nào mặt đẹp đóng. Bây giờ nhà này xa lắm. Nhà này là xa bên kia lắm. Không phải sợ. Đây màn hình máy thủ Tiểu Bạch Long tham lai 81. Đấy tôi biết ngay mà Tiểu Bạch Long sẽ đỡ được tân vừa rồi. Tiểu Bạch Long không lỏng lẻo đâu. Ngày hôm nay Tiểu Bạch Long đang đánh rất hay. Chấp nhận một cái kèo khó và Tiểu Bạch Long đang thi đấu rất hay. Đánh như thế này còn đánh được giải bé yêu chứ. Còn đánh như cái kiểu mà cứ sợ mấy ông trẻ trẻ, mấy ông choi thì làm sao mà đánh được giải bé yêu được. Bé yêu là mấy ông choi đang được đánh giá rất cao. Tôi nghĩ rằng mấy ông già như kiểu Tiểu Bạch Long, Văn Lớp hoặc là gì mới là những ông kinh nghiệm. Và tôi thích những ông kinh nghiệm. Màn hình máy của game thủ Gunny bây giờ tham lai 22 dành cho IA. Chui được vào trong này, đất có nhiều. Gunny muốn làm gì làm đi. Màn hình máy của cái thủ vô thường 66 để cho Max C. Kích 4 đánh y chiêng đồng 5 không? Tôi nghĩ rằng tầm 5 y đóng bên cạnh nhà cái thủ Van Lớp. Sau ấy lên chiêng đồng 5 chả cần đi thần. Đâm Van Lớp vẫn chết nhăn răng. Bây giờ thì màn hình máy của cái thủ Tom Rui. Để xem Tom Rui cầm trịch trong trận thi đấu này. Tôi vẫn cứ lo một chút. Nhưng tôi nghĩ rằng Tom Rui sẽ biết cách làm gì. Bên kia thì vâng lên 4 xong. Minwan lên 4 xong, có đẩy nhà nào lên 4 không hay là Minwan cứ thủ nhà và vâng đẩy quân dần dần. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Minwan bắt đầu đẩy và Tiểu Bạch Long là vâng Tiểu Bạch Long là nhà đầu tiên bị đẩy. Màn hình máy của thủ Tiểu Bạch Long. Hôm nay tụt xuống còn 72, nhưng tụt nhẹ thôi. Chưa sâu. Công ca không, có lên công ca không? Có lên nhà Minwan để công ca không? Ui giời ơi, sao công ca nó bắn xa thế? Thể loại 705 chả có ai với được ngoài cà to ra, vậy pháo bẹt
Nó bẹt lên thân đến với 10 cộng 2. Xem như là bằng 7 cộng 5. Mèo mèo lại quản. À xin lỗi bạn, tí lại quản. Tí trận trận đấu này đánh... Ôi! Khó chịu, đánh y hệt cái kiểu mèo mèo ngày xưa vậy. Quá khó chịu. Bây giờ thì mưa tên. Mưa tên bay vào nhà. Tiểu Bạch Long tất nhiên là vẫn đang vững tâm rồi. Vẫn đang vững tâm, không có gì phải sợ. Ui giời ơi, sao tôm lại chui cái khe bé tí này là tôm. Không biết là chơi này tơ này có được không. Chắc cung A giáp 6 rồi. Cung A tầm này chắc giáp 6 rồi. Bây giờ thì Tiểu Bạch Long mới ngỡ rằng ở trên này có một cái hốc. Nhiều khán giả nói Thái Bình win rồi, tôi nghĩ rằng chưa đánh thì chưa biết được đâu. Cẩn thận đấy, luôn luôn phải cẩn thận. Tôi vô thường xem từ nãy giờ không ai để ý. Bây giờ tham lai 80. Hốc khách đẹp. Chả thấy ý kiến đi còi thì đồng đội đánh nhau. Bắt đầu chảy máu. Max xe từ nãy giờ chả thấy ý kiến đi. Kích chưa? Không biết kích hay chưa nữa. Lên chiêng 5 đi thi đấu thì chứ đấy. Chiêng 5 Max xe sướng lắm. Loại y đẹp sau với chiêng 5. Đi bộ nhanh thì đừng hỏi. Như vậy là lên 4 xong. Rồi đúng rồi, nâng cái chuỗi hạt. Tôm vui là người bơm tiếp đồ đi. Ồ từ nãy đến giờ nông dân nhiều chán cho làm việc gì cả. Rồi nâng cấp đào vàng các kiểu. Đi quản vàng. Bây giờ thì tiếp tục quay lại xem tôm nào. Đang làm 170. Rồi bắt quân giữa đường à, khéo léo đấy. Tôm 9 cộng 7 2 cộng 6. 9 cộng 7 2 cộng 6. Thằng này 163 trên 200. Bên kia thì không biết ai sẽ người lên 4 tiếp theo. Chứ mình Minh Oan, tôi nghĩ rằng mình Minh Oan ở tên này thì đẩy nhẹ cái chết mà. Tiểu Bạch Long chưa cần làm việc đâu. Tiểu Bạch Long bây giờ thì cứ ngồi mà gãi thôi, chưa cần phải làm việc đâu. Màn hình máy thủ Tiểu Bạch Long 64. Đấy, bây giờ thì Tiểu Bạch Long thư giãn. Vác cái con cùng giờ đi chăn dân theo kiểu quý tộc. Đấy, tôi biết ngay y chương 5. Màn hình máy thủ vâng vô thường để xem tôi vô thường. Thằng này 92. Y chương 5 nó đâm sướng cực kỳ luôn, tôi thề các bạn như vậy. Nó đi nhanh, vâng nó lên y đẹp sau đó đi nhanh. Chiêng bây giờ mới chiêng 4. Cần một cái chiêng 5 nữa. Cần một cái chiêng 5 nữa. Và lên công 7 đi. Lên 20 cộng 7. Lên thần 30 cộng 7. Ui giời, nhà Max C. À xin lỗi bạn, nhà Minh Oan mở cổng chào đón. Welcome to vô thường. Ui giời, mở cổng đón. Lên đi, cái loại chiêng 5 rồi, không phải sợ đâu. Lên chiêng 5 đi kìa. Lên chiêng 5 đi. Vẫn đang là chương 4. Ý, tụ vào. Như vậy là phía bên kia. Ở phía bên kia chúng ta hãy cùng chờ xem ai là người lên. Ở phía bên kia IA là người lên 4 tiếp theo. Vâng, IA người lên 4 tiếp theo. Ôi, lên kích cả y thân nữa cả. Y điên nữa. Các bạn có thể đang thấy được cái sự điên rồ đến từ cái thủ vô thường. Anh đang kích cả y điên của Max C. Đúng, tụ vào. Đúng rồi. Vô thường bắt đầu nghe thấy lời tôi nói, bắt đầu anh tụ vào. Đang thiếu một chút đồ nữa. Rồi. Đang chờ lên 30 cộng 7. Thể loại nó lên y thần nó khủng khiếp lắm. Nó lên y thần nó là kinh khủng khiếp. Thiếu một lượt công kìa, vô thường đang vẫn đang thiếu một lượt công. Rồi, Hoàng Minh Resai. Cũng toàn mồ hồi lắm. Như vậy là 1-0 ở trong trận đấu thứ hai cho Thái Bình. Và chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ hai ngay sau đây thôi.